Lịch sử khô khan và khó nhớ, đúng hay sai? Lịch sử qua màu sắc của những bộ phim rất sinh động và đầy hấp dẫn. Lịch sử với góc nhìn của những video trên YouTube cực kỳ lôi cuốn và chi tiết. Mà tất nhiên cốt lõi của lịch sử phải là những thông tin chính xác nhé. Vậy nên khó tiếp cận có lẽ chỉ là do cách chúng ta đối diện với việc học lịch sử như thế nào mà thôi. Gokabuton, phi cơ thứ 3 được phát triển bởi Cục Quản lý Thời, Không gian, lấy ý tưởng từ loại bọ cánh cứng 3 sừng hiếm có với tông màu chủ đạo là trắng, pha thêm những chi tiết vàng gold cực kỳ sang chảnh.